Khi Indian, mình nhận ra được mình là sự nhận biết, biết được tất cả những gì nhảy múa, nhúc nhích trên hình tướng vật chất lẫn tinh thần, mình đều nhạy bén nhận biết ngay, và khi mình gặp người khác xúc phạm, tổn thương mình cũng liền cảm thấy rất tức tối. Mình không thể yêu, thương yêu người đang xúc phạm mình được, nên làm bản thân mình mâu thuẫn khó chịu trong lòng. Tuấn Anh chia sẻ giúp mình. Chia sẻ điều gì? Nếu bạn cảm thấy lúc đó tức tối thì hãy giải phóng nó đi. Và sau đó bạn có chọn tức tối nữa hay không? Sau đó bạn có chọn nếu cái trải nghiệm đó tiếp tục diễn ra, bạn sẽ tiếp tục chọn lựa sự tức tối hay không? Nếu không thì hãy đi tìm cách giải quyết, cách để giải phóng những cảm xúc đó, cách để thay đổi những cái điều đó. Đầu tiên là phải giải phóng đã. Khi bạn đang tức giận thì cách tốt nhất là hãy giải phóng nó ra. Và rồi sau đó, khi mà bình tĩnh lại, hãy xem bạn có muốn biểu hiện cảm xúc đó trong lần tới nữa hay không. Nếu có thì cứ tiếp tục, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu không, nếu bạn chọn là một người khác đi, bạn chọn biểu hiện khác đi, bạn chọn là một người hạnh phúc và bình an, thì hãy tìm hiểu xem tại sao bạn lại cảm thấy bị xúc phạm. Bây giờ bạn hãy thử xúc phạm mình xem mình có cảm thấy bị xúc phạm hay không. Điều đó là không thể. Bạn không thể xúc phạm mình. Không ai có thể xúc phạm bản thân mình được nếu mình không cho đó là xúc phạm. Hãy thử xúc phạm Tuấn Anh đi, xem có làm được không. Cho nên cái mà gọi là mình bị xúc phạm hay mình bị tổn thương là một ảo tưởng. Đó là do bạn đã chấp nhận những ý kiến của người khác rằng thế này là xúc phạm, thế kia là tổn thương, và không được phép để người khác làm như vậy với mình. Nếu bạn yêu thương chính bản thân mình, bạn yêu thương chính bản thân, bạn sẽ không cần người khác phải công nhận bạn, bạn sẽ không cần tình yêu từ người khác nữa. Vì vậy, dù người khác có chửi bạn, mắng bạn, chà đạp bạn, bạn cũng không có bận tâm, bạn cũng không tức với họ được. Bởi vì bạn không cần họ phải tử tế với bạn. Bạn tử tế với chính mình là đã đủ rồi. Bạn tử tế, bạn yêu thương chính bạn là đã đủ rồi. Bạn yêu bạn tới mức bạn không cần ai phải yêu thương bạn cả. Và vì vậy, bạn làm mọi thứ cho người khác bởi vì bạn thích điều đó, bởi vì bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, và bạn không có cần họ phải đáp lại, bởi vì bạn không cần tình yêu từ họ, bạn không cần họ phải đối xử tốt hay tử tế với bạn, bởi vì bạn đã làm điều đó với chính bạn quá đủ rồi. Cho nên bạn sẽ chấm dứt cái ý niệm rằng có thể bị người khác xúc phạm. Họ chửi bạn và bạn vẫn có thể cười thoải mái, bởi vì bạn không cần họ phải thay đổi. Bạn tôn trọng họ như chính họ. Nếu họ hiểu lầm về bạn, điều đó cũng tốt, bạn cũng chẳng có vấn đề, chẳng có ý kiến gì cả. Nếu họ muốn hiểu khác đi, bạn có thể giải thích với họ, nói chuyện với họ. Còn nếu họ không muốn hiểu thì bạn cũng vẫn hoàn toàn tôn trọng họ, mỉm cười với họ và chúc lành cho họ. Và chỉ đơn giản có một câu nói, đó là cây ngay không sợ chết đứng. Khi ta yêu bản thân, ta chấp nhận chính mình, ta chấp nhận mọi khía cạnh, ta không hề phán xét bất kỳ điều gì về tính cách, về con người, về cơ thể, về hình dáng, về nội tâm của bản thân. Khi ta hoàn toàn chấp nhận, không phán xét, hoàn toàn yêu thương chính bản thân tất cả mọi thứ, ta sẽ không có cần người khác phải yêu thương mình nữa. Lúc đó ta đã đủ tình yêu rồi, ta không có thiếu, nên ta không cần tình yêu từ người khác, từ bên ngoài nữa. Và vì vậy, không cần người khác phải đối xử như thế nào với bản thân.